với hành vi đưa ra thông tin gian dối về hoạt động mê tín dị đoan để các nạn nhân tin là thật. Trương Thị Hương, danh xưng cô đồng bổ cao, đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều gia đình nạn nhân. Mới đây, ngày 21 tháng 8 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã hoàn tất cáo trạng và truy tố bị can Trương Thị Hương, 38 tuổi, có danh xưng cô đồng bổ cao, ra trước Tòa án Nhân dân cung cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm lễ gần 100 triệu, cuộc sống vẫn hoàn khó khăn. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hoạt động xem bói, mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Khoảng đầu tháng 2 năm 2022, vợ chồng anh Phạm Sơn Tê, tên viết tắt 34 tuổi ở Kinh Môn, đến nhà Trương Thị Hương để xem bói. Hương nói với vợ chồng anh Tê là bố đẻ anh Tê có hạn nặng, anh Tê cần phải làm lễ dâng sao giải hạn, tiễn mã, di cung đổi mệnh, mở cung tài. Nếu không làm thì bố anh Tê sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ ra đi hết. Hương nói số tiền làm lễ hết 22,5 triệu đồng. Vợ chồng anh Tê tin lời Hương nên đồng ý. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh Tê chuyển khoản cho Hương số tiền 22,5 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Hương làm lễ cho anh Tê tại điện nhà Hương. Trong quá trình làm lễ, Hương yêu cầu anh Tê phải đến đền Cô Chính tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm lễ tiễn mã. Tối ngày 21 tháng 2 năm 2022, anh Tê đến nhà Hương, kết nối điện thoại cho Hương nói chuyện với bà Trịnh Thị Hắc, tên viết tắt, 54 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, là mẹ vợ anh Tê. Qua nói chuyện điện thoại, Hương phán bà Hắc kinh doanh bất động sản, tương lai sẽ mua nhiều đất, hướng nhà không tốt. Người con thứ hai của bà Hắc, tức chị Lê Thị Tê, 32 tuổi, có duyên âm nên chưa lấy được chồng. Muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm. Yêu cầu gia đình gửi cho Hương một chiếc áo của chị Tê để làm lễ cắt duyên âm. Bà Hắc tin lời nên bảo anh Tê đưa cho Hương số tiền 4 triệu đồng, nhờ Hương mua hương hoa cúng ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng tại điện nhà Hương cho bà Hắc. Anh Tê chuyển khoản cho Hương 4 triệu đồng. Sau đó anh Tê và bà Hắc hỏi chi phí đi lễ tại đền Cô Chính ở tỉnh Thanh Hóa, thì Hương nói Hương lo hết rồi, chỉ thêm tiền trầu cao. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, anh Tê cùng Hương đi làm lễ tại đền Cô Chính. Bà Hắc không đi được nên có gửi một chiếc áo của con gái theo. Sau khi làm lễ xong, Hương báo với anh Tê, chi phí làm lễ phần của anh Tê hết 40 triệu đồng, còn của bà Hắc hết 80 triệu đồng. Anh Tê không đồng ý, Hương yêu cầu anh Tê phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tê tiếp tục chuyển khoản cho Hương số tiền 40 triệu đồng. Sau đó anh gọi điện thông báo cho mẹ vợ số tiền phải trả cho Hương, nhưng bà này cũng không đồng ý trả. Sau khi tốn nhiều tiền làm lễ, anh Tê thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, bố đẻ anh còn bị tai biến. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2023, tức một năm sau, anh Tê làm đơn trình báo toàn bộ sự việc gửi công an thị xã Kinh Môn. Đưa gần 70 triệu đồng cho cô đồng để chữa ung thư. Cũng trong một trường hợp khác, xảy ra tại tỉnh Hải Dương, cô đồng đòi nhận thêm 100 triệu để chữa khỏi bệnh ung thư. Bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về, sống đau đớn kêu khóc suốt ngày đêm, nhưng cô đồng đúng nhận sai cãi nói, nếu người nhà chịu đưa tiền cho cô làm lễ, bệnh nhân sẽ được sống thêm vài năm nữa. Đó là câu chuyện đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Lăng, 68 tuổi, ngụ phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, một người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối. Bà Lăng kể, khoảng tháng 9 năm 2021 âm lịch, con trai bà là Đinh Văn Hoàng, sinh năm 1983, lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, việc đi viện khó khăn. Dù gia đình đã cố hết sức chạy chữa, nhưng bệnh tình của anh Hoàng vẫn không thuyên giảm. Hạch ở cổ mỗi lúc một sưng to. Khi con liên tục kêu đau, rồi nói mẹ ơi, mẹ cứu con với, bà Lăng chỉ biết khóc vì bệnh tình của anh Hoàng nặng đến mức bệnh viện đã trả về. Bà không biết phải làm sao để cứu con. Cùng đường bí lối,
người mẹ đành đến gõ cửa nhà cô đồng Trương Thị Hương, chỉ cách nhà mình chưa đến 1 km, nổi tiếng gần đây với câu nói đúng nhận sai cãi xem bói. Sau khi được cô đồng hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được 3 năm, với điều kiện bà phải lo đi, tức là đóng 65 triệu đồng cho cô để làm lễ, bà Lăng vay mượn thêm khắp nơi để nhờ cô đồng cứu con. Tuy nhiên, khi đưa đủ 65 triệu đồng, cô đồng Hương lại dặn bà, nếu ai hỏi hết bao nhiêu tiền thì bà bảo chỉ hết 5 triệu đồng thôi nhé. Nghe vậy, bà Lăng chột dạ, nghĩ mình đã bị lừa. Bà Lăng cho biết, chỉ mới làm lễ được 3 ngày thì con bà đã qua đời, không hề đúng như cô đồng Hương hứa. Sau khi mất tiền, mất con, đến nay, dù đã hơn 1 năm, nhưng bà Lăng vẫn ấm bệnh triền miên vì đau buồn. Bà cho biết, ở quê bà chỉ trồng hành, trồng tỏi, để có được số tiền đã đưa cho cô đồng rất khó khăn. Bà làm cả đời cũng không được số tiền đó. Đến giờ, bà vẫn chưa trả hết nợ khi vay tiền để làm lễ cho con. Hiện, một mình vợ anh Hoàng là chị Thảo phải nuôi 3 đứa con, cộng với bố mẹ chồng tuổi cao, nhiều bệnh. Còn ông Phạm Bá Hưu, 50 tuổi, con rể của bà Lăng cho biết, cô đồng Trương Hương đã lợi dụng sự nhẹ dạ của mẹ mình để lấy số tiền gần 70 triệu đồng của gia đình. Nếu ông Hưu và các anh em trong nhà biết bà Lăng đưa tiền cho cô đồng Hương làm lễ thì cả nhà sẽ không đồng ý. Ông Hưu và gia đình có nguyện vọng được cơ quan chức năng giúp đỡ để lấy lại số tiền đã đưa cho cô đồng Trương Thị Hương để bà Lăng có tiền trả nợ và bù đắp phần nào cho các cháu nội của bà sớm một coi cha. Cô đồng tiếp tục thu 70 triệu đồng tiền làm lễ của gia đình khác. Ngày 10 tháng 7 năm 2022, một trường hợp cũng tại tỉnh Hải Dương, chị T, tên viết tắt, cùng mẹ và em gái ngụ tại Hưng Yên đến nhà cô đồng Trương Thị Hương xem bói. Lúc đến nhà, chị T gặp hàng chục người khác đang ngồi chờ đến lượt được cô đồng Hương xem bói. Trên đĩa câu của mỗi người đến xem bói thường đặt lễ bằng tiền có mệnh giá từ 100 đến 500 ngàn đồng. Theo file ghi âm của chị T, ghi lại khi đi xem bói tại nhà cô đồng Hương, cô đồng phán hai vợ chồng chị T ở với nhau không hợp, thường xuyên khắc khẩu. Em gái của chị T cũng bị phán vợ chồng nếu ở với nhau thì 99% bị xáo trộn. Mày sống với thằng này chỉ vì con. Mẹ chị T bị phán là chồng có bồ bịch nên cần xin cha mẹ cho thay tính đổi nết. Chứ già rồi còn bồ bịch trai gái người ta cười cho. Chị T cho biết bố mình không hề có bồ như lời cô đồng nói. Nhưng vì mẹ chị là bà Y, bị bệnh trầm cảm, hoang tưởng, được bác sĩ kê đơn thuốc từ nhiều năm, nên lúc nào bà cũng nghĩ chồng có bồ. Việc ba mẹ con đến nhà cô đồng Hương xem bói cũng chỉ là chủ ý của bà Y. Sau khi phán về các vấn đề của ba mẹ con, cô đồng hướng dẫn gia đình muốn làm lễ để được mọi việc như ý thì ghi họ tên, địa chỉ vào cuốn sổ đã chuẩn bị trước, chị T cho biết. Sau đó, ba mẹ con chị được cô đồng yêu cầu mỗi người đặt cọc 2 triệu đồng, tổng cộng là 6 triệu đồng, để ngày hôm sau, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022, sẽ làm lễ tại chùa Huyền Quang, thôn Huyền Tụng, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Khi gia đình chị T hỏi làm lễ hết bao nhiêu tiền, thì cô đồng nói, cái này nhà đền sắm lễ, tôi cũng không biết thế nào, mai bác cứ đến xem người ta sắm lễ như thế nào, lúc ấy mới nói tiền được. Ngày 11 tháng 7 năm 2022, ba mẹ con chị T đến chùa Huyền Quang để làm lễ. Đến nơi, chị T hỏi cô đồng làm lễ hết bao nhiêu tiền, thì cô đồng chỉ nói rằng, các bác đã đến đây rồi, đã nhìn thấy lễ rồi thì cứ yên tâm. Sau đó bà Y vào nhà nói chuyện riêng với cô đồng và đưa tiền cho cô. Lúc sau, cô đồng nói với gia đình chị T rằng cả khóa lễ này hết 150 triệu, nhưng tôi cho chị lấy 120 triệu. Nếu không có tiền làm lễ, thì phải trả ít nhất 80 triệu đồng đã sắm đồ cúng lễ. Nghe vậy, gia đình chị T rất lo lắng và nói không có số tiền như vậy để làm lễ. Lập tức, chị T bị cô đồng mắng là không biết điều và bị đám đệ tử của cô đồng dọa, nói rằng cô ấy mà điên lên, cô ấy cúng cho gia đình không ra gì, rồi điên dở. Nghe vậy, chị T hoang mang, sợ hãi, gọi điện vay mượn để đóng tiền cho cô đồng, nhưng chỉ vay và chuyển khoản được thêm 70 triệu đồng. Theo chị T,
Số tiền gia đình chị đưa cho cô Đồng đã khá lớn. Tuy nhiên, do chưa đủ theo yêu cầu nên cô Đồng nhất quyết không chịu làm lễ. Do vậy, em gái chị T lại phải chạy vậy, vay thêm tiền để chuyển cho cô Đồng. Khi đã nhận được tiền, lúc này dù đã muộn, cô Đồng mới bắt đầu trang điểm để làm lễ. Chị T cho biết từ khi làm lễ xong, mọi việc trong gia đình vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác là gia đình chị T phải nai lưng ra để làm kiếm tiền trả nợ. Lý lịch cô Đồng Trương Hương và trách nhiệm của chính quyền. Sau khi nhiều sự việc bị phát giác, nhiều người khác cho rằng mình cũng bị cô Đồng thao túng tâm lý để lấy tiền. Trước đó, trên mạng TikTok chia sẻ nhiều video cô Đồng này vừa xem bói vừa phát trực tiếp, thu hút nhiều người quan tâm. Hình ảnh trong các video cho thấy, trong ngày mùng 6 Tết vừa qua, người đến xem bói nhà cô Đồng đông đến mức không còn chỗ ngồi. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xác nhận cô Đồng Trương Thị Hương hiện đang sống tại địa phương. Khi nhận được câu hỏi vì sao suốt mấy năm nay cô Đồng này hoạt động xem bói, thu hút sự quan tâm của nhiều người mà địa phương không xử lý, ông Dung cho biết chính quyền cũng đến nhắc nhở vài lần khi nhận được phản ánh của người dân nhưng không lập biên bản. Với câu hỏi vì sao nhiều người cho biết cô Đồng Hương thường xuyên tổ chức các đàn lễ hầu đồng tại nhà và tại chùa thuộc phường Hiến Thành mà địa phương không can thiệp, ông Dung cho biết không nhận được phản ánh nên không biết. Nói về lý lịch của cô Đồng Hương, Chủ tịch phường Hiến Thành cho biết cô này trước lấy chồng ở Thái Bình, sau đó vợ chồng bỏ nhau. Hương lại lấy chồng ở Hưng Yên, nghe nói đang bỏ nhau tiếp. Địa phương không rõ lắm vì giờ ly hôn không cần báo địa phương, đến thẳng tòa. Về hoạt động xem bói hầu đồng của cô này, ông Dung cho biết cô này cứ đi đi về về chứ không hoạt động cố định tại địa phương. Hiện nay cô Đồng Hương đã không còn xem bói nữa. Nếu phát hiện vi phạm, địa phương sẽ tiếp tục xử lý. Công an và chính quyền cần vào cuộc mạnh mẽ. Ông Trần Ngọc Vinh, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng cho biết việc hành nghề mê tín dị đoan nêu trên là không đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hành vi dùng thủ đoạn để lấy tiền của người xem bói để làm lễ còn có dấu hiệu của tội lừa đảo mang yếu tố hình sự. Theo ông Vinh, cơ quan công an phải nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm hoạt động này sau khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân để răn đe, làm gương cho cộng đồng. Được biết, hiện tại đã có nhiều đơn thư của người dân trình báo với công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phản ánh về việc cô Đồng Trương Thị Hương nhận nhiều tiền của người xem bói nhưng không có được kết quả như lời đã hứa. Còn tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học kiêm Tổng Giám đốc UIA, cơ quan cùng Viện Khoa học Hình sự có nhiệm vụ thẩm định về các khả năng đặc biệt, cho biết hiện nay tình trạng đồng bóng dởm dùng nhiều thủ đoạn để lừa tiền người nhẹ dạ cả tin khá phổ biến. Theo ông Khanh, hiện tượng này phát triển rất mạnh trên mạng xã hội. Do vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh, ngăn chặn. Ông Khanh đề nghị phải xử lý nghiêm, phạt thật nặng đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, ông cho rằng phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở địa phương đã không quản lý chặt chẽ với các trường hợp hành nghề mê tín dị đoan. Theo ông Khanh, những người có khả năng đặc biệt thực sự phải được các cơ quan có trách nhiệm thẩm định và thông qua một hội đồng khoa học, được cơ quan khoa học xét duyệt. Đồng thời phải có kiểm chứng của cơ quan quản lý thẩm định về tâm linh, trong đó có UIA và Viện Hình sự. Bị lừa vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho cô Đồng. Một trường hợp khác, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế X, tên viết tắt, 34 tuổi, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đi cùng mẹ là bà Vũ Thị H, tên viết tắt, 57 tuổi, đến nhà Hương để xem bói, xem phong thủy và xem có bán được nhà không. Hương nói với anh X và bà H là nhà anh X đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn.
Hưng nói, muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bác Hương, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh X nói không lo được số tiền 270 triệu đồng thì Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và nói sẽ cho anh X làm chủ đài. Hương khẳng định đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, anh X sẽ bán được nhà. Nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Nghe Hương hứa, anh X tin tưởng đồng ý. Hương yêu cầu anh đặt cọc 15 triệu đồng. Anh X nhờ bà H chuyển khoản cho Hương số tiền 10 triệu đồng, còn bản thân đưa trực tiếp cho Hương 5 triệu đồng tiền mặt. Đến chiều ngày 7 tháng 12 năm 2022, anh X cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Minh Ca đến nhà đưa cho Hương số tiền 165 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hương hẹn anh X đến chiều ngày 9 tháng 12 năm 2022 cùng Hương đi đến đền Chầu Lục ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cúng lễ. Sau khi làm lễ, vợ chồng anh X chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Hơn 2 tháng sau, tức ngày 12 tháng 2 năm 2023, anh X làm đơn tố giác hành vi của Hương đến công an thị xã Kinh Môn và giao nộp một USB chứa file ghi âm nội dung trao đổi giữa anh X, bà H với Hương ngày 6 tháng 12 năm 2022 tại nhà Hương. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra lệnh phong tỏa tài sản số tiền hơn 15 triệu đồng trong tài khoản của Trương Thị Hương. Kết luận giám định, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong các file ghi âm anh X giao nộp. Tiếng nói của người phụ nữ trong file và tiếng nói của Trương Thị Hương trong mẫu so sánh là của cùng một người. Trong vụ án này, bị can đã tác động người thân bồi thường cho vợ chồng anh Phạm Sơn Tê số tiền 66,5 triệu đồng, bồi thường cho vợ chồng anh Trần Thế X số tiền 10 triệu đồng. Dù bị lừa đảo với số tiền không nhỏ, vợ chồng anh Phạm Sơn Tê vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hương. Bị can hai lần thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều cấu thành tội phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, phạm tội hai lần trở lên. Cáo trạng cho biết bị can Hương thực hiện hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Quá trình điều tra, bị can Trương Thị Hương không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Kinh Môn đã thu nhập có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trương Thị Hương như nội dung đã nêu trên. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T và vợ chồng anh X là 242 triệu 500 ngàn đồng. Với hành vi trên, Trương Thị Hương bị truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm A, khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình sự.